Chào bạn, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái property children của thằng props trong React. Mỗi cái component trong React thì đều có props đúng không? Và các bạn truyền prop truyền data từ bên ngoài vào, và các bạn có thể truyền vào một cái property đặc biệt gọi là children. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó. Thì để demo bài này thì mình làm ra một cái component gọi là accordion. Cái này nó viết tên nó như này. Cái này bạn nào mà hồi xưa làm jQuery thì chắc là biết nó là gì đúng không? Thì đại loại là nó có một cái title như này và bên trong là cái content. Và khi các bạn click vào cái title thì nó sẽ đóng mở ra, ok chưa? Có thể có hiệu ứng, có thể không có hiệu ứng, có hiệu ứng thì nó đẹp hơn. Nhưng bài này thì mình sẽ không đi sâu vào hiệu ứng mà mình hướng dẫn các bạn cách phân tích để làm ra một cái component này trong React. Thì trước tiên là chúng ta phải có một cái component có tên là accordion trước đúng không? Và mình sẽ truyền cho nó hai cái prop. Và cái prop thứ nhất là gì? Title. Cái prop thứ hai là cái body này. Vì sao? Vì mình muốn là cái thằng accordion này nó nắm cái việc chính của nó làm là gì? Đóng mở thôi. Và cái trạng thái đóng hay mở đấy thì mình lưu vào trong cái state của nó. Được chưa? Thế thằng bên ngoài không điều khiển cái việc đấy. Mà thằng bên ngoài gì? Cái app nào các bạn muốn dùng cái component đấy, các bạn chỉ việc truyền vào các cái title và body cho nó thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái project mới ở đây. Mình tạo project mới nha. Create React App này. Mình gọi nó là Demo Children nha. Đó, cho nó tạo ra cái đã. Rồi đã tạo xong, bây giờ mình CD vào Demo Children này và Yarn Start đúng không? Nó sẽ tạo ra cho mình cái app app default. Và mình sẽ quay lại để xóa cái code ở trong cái phần app đi, tại vì mình không cần dùng đến source này, app.js này. Thì code này mình không dùng đến, mình bỏ đi nha. Thôi cứ để tạm đấy cũng được. Mình cứ tạo cái component cái đã. Thì mình tạo ra một thư mục mới đây. Trong source, đây là component. Thừa chữ N. Rồi, tiếp theo là mình tạo ở trong đây cái component mà mình muốn. Đây là accordion.js. Rồi, trước tiên chúng ta vẫn phải làm là gì? Import React và component. Chưa? From gì? React đúng không? Đấy, thì mình sẽ tạo đây là cái class accordion extend gì? Component đúng chưa? Rất là dễ. Đó. Tiếp theo là thằng component này có sử dụng state, nên là mình sẽ phải tạo ra cái state đấy ở bên trong cái thằng constructor. This.state bằng gì? Is collapsed. Tức là gì? Class nó có hai cái trạng thái. Thứ nhất là collapse với cả expanded. Thế đóng với mở đấy. Thì đây mình cho là gì? Lúc mặc định thì nó mở, thì mình sẽ cho đây là true nhá. À đâu, mở thì phải là gì? Mặc định là đóng thì cho đây là true, tức là gì, mình đang bảo là nó có đóng hay không đúng không? Có phải là đang đóng hay không thì true, nó đang đóng. Rồi, render của mình giả sử đây mình truyền vào hai prop là gì, title và content nhá. Heading với content đi, nghe nó hợp lý. Rồi, thì ở đây mình có const heading này, content bằng this.prop. Tiếp theo là gì? Thằng state is collapsed bằng this state. Rồi, mình sẽ trả về là trước tiên là gì? Một cái thằng div cái đã này. Cho cái class name nó trùng với tên này cho dễ nhận ra lúc mà chúng ta inspect nhá. Tiếp theo là div class name là heading. Đó. Thì ở heading này mình sẽ truyền vào là gì? Cái heading thôi, đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là cái thằng content. Đấy, content ở đây. Bây giờ chúng ta test thử cái xem là nó trông nó như nào nhá. Thì mình chưa style gì cho nó cả. Ở đây mình cho nó là H2 đi. Heading cho nó, cho cái thẻ H2 vào đấy. Rồi,
Thì ở trong app này để mà dùng nó, bây giờ mình xóa hết cái đám này đi. Giữ lại cái div class name bằng app này. Và mình import thằng kia vào. Import gì? Accordion from gì? Chấm chéo component này. Accordion này. Rồi đây mình dùng nó bằng cách là mình gọi accordion. Đóng luôn tại vì không có gì bên trong. Đó. Content là gì? Heading trước đi. Một cái string đấy là heading. Rồi, viết thế cho nhanh. Content là gì? Raw name. Không biết rồi. Mình cho nó một cái string gì đấy nhá. Yeah. Rồi chúng ta lưu lại. Có lỗi gì đây? Bây giờ chúng ta cùng xem lỗi là gì. Nó bảo là cái thằng super is only valid in a class constructor. À rồi, mình viết cái chữ constructor thiếu gì, or error. Đó, đơn giản vậy thôi. À, nó lại báo lỗi tiếp này. Thằng này mình làm sao? Đấy, mới làm nên là hay bị sai những cái này. Các bạn đọc, nó bảo là gì? Cái thằng accordion của mình không có cái export nào. Thì chúng ta phải làm sao đây? Export default accordion. Đó, các bạn nhớ nhé, những bạn mới làm hay quên này. Lưu lại. Rồi. Thì các bạn thấy nó trông như này đúng không? Giờ mình bỏ cái style của thằng app đi nhá. Bỏ hết này. Rồi, thì kết quả nó như này. Thế bây giờ mình sẽ phải làm khi nó click vào heading thì nó bình thường thì nó sẽ không hiện thằng này ra đúng không? Mặc định là gì? Nó là trạng thái collapse. Tức là mình sẽ cho ở đây là gì? Mình cho class name đi. Hay là mình làm lại được. Là gì? Nếu mà có content ở đâu, nếu mà gì? Is collapse. Thì không phải is collapse thì mới hiển thị ra. Đấy, đơn giản như vậy. Các bạn nhớ cái phần if else không? Đó, thì bình thường nó không hiện ra đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm một cái là gì? On click vào thằng này. Đó. Khi mà click vào thì lúc đấy nó sẽ thay đổi trạng thái đi là xong đúng chưa? Thì chúng ta có hàm on click ở đây. Cái này là gì? Mình sẽ phải buy trước đúng không? Bằng this on click này, buy this này. Và trong đây mình chỉ việc set state cho nó thôi. Is collapse là gì? This ngược lại với cả this state is collapse hiện tại. Đó. Công việc chỉ có vậy. Kích kích đó, nó cứ đóng mở thế thôi. Bây giờ mình làm cái tiếp theo là gì? Bây giờ các bạn nhìn này, khi mà trong app mình dùng thì nó sẽ trông dạng như này, đúng chưa? Thì trông nó không được hay cho lắm, ok chưa? Thì nếu mà các bạn truyền vào những cái phức tạp ở đây, nếu mà các bạn truyền vào những cái giả sử các bạn truyền một cái component khác vào bên trong content thì các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải tạo một cái biến chứa các component đấy rồi các bạn mở đóng ngoặc này, hoặc các bạn viết thẳng vào đây luôn được, nhưng mà trông nó rất là rối mắt. Thế làm thế nào để mình có thể dùng được cái thằng content theo kiểu này? Giả sử như mình có thể viết được dưới dạng như là HTML kiểu này, mình đóng mở và mình viết content ở đây, ví dụ như là demo children lesson đúng không? Đó, thì cái thằng này này, nếu vừa nãy các bạn làm là các bạn thêm dấu chéo đây, tức là tự đóng chính cái thẻ đấy luôn, nó không có cái content ở bên trong đúng không? Không có children ở bên trong. Thì các bạn nếu mà các bạn làm thẻ mở thẻ đóng như này và bên trong các bạn truyền vào nội dung thì thằng này chính là cái thằng children, và các bạn có thể truyền bất cứ component nào vào trong giữa hai thằng này. Thì các bạn truyền cái gì ở đây thì nó sẽ rơi vào cái thằng prop.children mà mình học trong bài hôm nay. Đó, demo của mình chỉ để giúp các bạn hiểu cái đó thôi. Thì mình truyền vào đây là gì? Mình thay vì content thì mình truyền vào đây là children. Bỏ content này đi. Đó. Thì bây giờ cái app của chúng ta là sẽ vẫn hoạt động như mình mong muốn, nhưng mà cách viết của mình trông nó sáng sủa hơn. Và nếu các bạn làm một cái app phức tạp thì làm theo cách này nó sẽ rất là dễ nhìn. Được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể làm dùng prop được, nhưng mà đây là một cách để các bạn giúp viết code nó dễ nhìn hơn.
Đấy là một cái lợi thế của JSX. Ok, chào bạn.